Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, lượng rác thải đã tăng lên con số 2 tỷ tấn chất thải rắn đô thị mỗi năm và dự kiến sẽ lên đến 3,4 tỷ tấn vào năm 2050. Xử lý chất thải sinh hoạt không chỉ là thách thức mà còn là vấn đề sống còn đối với sự phát triển bền vững của các quốc gia. Xử lý rác gắn liền với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong bối cảnh đây là thành phố có vị trí quan trọng và tốc độ phát triển bậc nhất Việt Nam. Đầu những năm 2000, đứng trước vấn đề cấp bách về xử lý rác sinh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh, chính phủ Việt Nam cùng với lãnh đạo thành phố đã tìm kiếm và kêu gọi đầu tư để cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường. Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm ở thời điểm đó và được xem là biểu tượng khởi nghiệp thành công tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý rác với công ty California Waste Solution CWS tại thành phố cảng San Jose, ông David Dương, chủ tịch CWS, đã quyết định trở lại quê nhà, đầu tư, chung sức xây dựng và phát triển thành phố. Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam, Vietnam Waste Solution VWS chính thức ra đời và hoạt động chuẩn mực. Dự án đầu tư bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như xây dựng và vận hành bãi chung lấp hợp vệ sinh, nhà máy phân loại vật liệu tái chế áp dụng công nghệ hiện đại, nhà máy sản xuất phân compost hữu cơ, nhà máy xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ nano là sự tích hợp công nghệ từ Hoa Kỳ và châu Âu để phù hợp với đặc thù rác sinh hoạt tại Việt Nam. Nhà máy phát điện từ khí gas tại bãi chôn lấp. Hệ thống rửa xe vận chuyển rác được VWS chủ động tăng cường đầu tư để triển khai bảo vệ môi trường thành phố và sức khỏe người dân phù hợp với đặc thù địa phương. Là một người Mỹ gốc Việt đã về đầu tư mà cộng đồng người Việt Nam ở thế giới đều biết, chúng tôi có một dự án đầu tư gần 20 năm ở thành phố, thành ra ai nấy cũng đánh giá rất là cao trong việc đầu tư của chúng tôi và ai nấy cũng nhìn đó là một cái dự án điển hình. Đến nay thì chúng tôi cho rằng rất là thành công bởi vì chúng tôi thực hiện tất cả những gì mà mình mà mang về từ ban đầu và đã ký kết cho thành phố. Những người về mà coi như chấp hành theo luật pháp và cũng như là đầu tư theo đúng những cái gì mà cho phép và mình làm những cái gì mà mình chuyên môn và làm đúng và với cái tâm của mình thì như vậy thì mình sẽ đầu tư và sẽ được thuận lợi và sẽ được coi như hỗ trợ của các cấp chính quyền, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao của thành phố. Đi vào hoạt động từ năm 2007, tọa lạc tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước có tổng diện tích trên 128 hectare, tổng vốn đầu tư đến thời điểm hiện tại là hơn 200 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, khu liên hiệp đang tiếp nhận và xử lý hơn 5.000 tấn rác có quy mô lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, vận hành liên tục gần 20 năm mà không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Giai đoạn đầu, dự án đã được triển khai với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh trên khu lõi, diện tích còn lại được quy hoạch trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Song song đó, VWS đã hoàn chỉnh quy hoạch và triển khai những hạng mục bước đầu tại khu công nghệ môi trường xanh Long An, cùng với thành phố Hồ Chí Minh tạo thành trục kết nối về xử lý môi trường và phát triển công nghệ. VWS cũng đã sẵn sàng quỹ đất để xây dựng chuyển đổi công nghệ đốt rác phát điện trong tương lai. Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ phát triển thay đổi những cái công nghệ mới hơn để phù hợp hơn với cái nền kinh tế phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi sẽ đầu tư công nghệ theo yêu cầu của thành phố là cái như đưa công nghệ đốt rác phát điện. Thì đó là chúng tôi đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay để mà cho nó đưa vào một công nghệ cho nó phù hợp thành phần, chủng loại rác cũng như là cái khối lượng rác mà mình xử lý cho thành phố Hồ Chí Minh. Suốt thời gian qua, nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành của Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên đến thăm, tìm hiểu hoạt động, động viên tinh thần công nhân và người lao động chung tay vì sự phát triển của thành phố. Gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh trở thành hình mẫu của đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty California Waste Solution CWS và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xử lý Chất thải Việt Nam VWS. Tháng 8 năm 2023, ông David Dương đã trở thành nhịp cầu nối đưa đoàn doanh nghiệp của thành phố cảng Auckland có chuyến công tác quy mô dài ngày
trải dài khắp 3 miền đất nước Việt Nam, tìm hiểu các cơ hội đầu tư, thúc đẩy quan hệ hai nước. Đây được xem là đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ có quy mô tầm cỡ trong tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Qua chuyến đi, tôi ấn tượng với nhiều hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, doanh nhân Hoa Kỳ gốc Việt tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động đó không chỉ góp phần phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề cho thành phố, mà còn tạo ra nhiều việc làm ổn định, đưa thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam phát triển bền vững. VWS còn tích cực tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng xã hội. Mỗi năm, công ty dùng ngân sách hàng chục tỷ đồng để đóng góp trực tiếp cho quỹ vì người nghèo, quỹ vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu tổ quốc, chăm lo đời sống và sức khỏe cho người lao động, bà con nhân dân trong khu vực, hỗ trợ cộng đồng vùng đồng bào thiên tai bão lũ, chung tay chung sức cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19. Phát triển theo tiêu chuẩn xanh là định hướng chung của các quốc gia trên toàn thế giới. Việt Nam không nằm ngoài quỹ đạo đó. Môi trường xanh, cuộc sống xanh trước hết bắt đầu từ nhiệm vụ cơ bản là tiếp nhận, xử lý đúng quy chuẩn rác sinh hoạt hàng ngày của một đô thị hơn 10 triệu dân. Ý thức được sứ mệnh và tầm quan trọng đó, VWS đặt mục tiêu không ngừng đổi mới công nghệ, tuân thủ quy định, chăm lo chu toàn cho người lao động, hướng đến giá trị cộng đồng, vì một môi trường xanh và xanh hơn.